Chào các bạn, mình đang có một chiếc máy Samsung bí mật chưa biết tên. Đây là một cái bản thử nghiệm của Samsung và nó chưa phải là bản chính thức. Hiện tại thì những cái thông tin trong máy cho mình biết đó là Samsung Galaxy S3. Tuy nhiên thì cái thiết kế này nó chỉ là phiên bản thử nghiệm và chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều thay đổi trong cái phiên bản chính thức. Đây là cái máy Samsung Galaxy S3. Thì ở mặt trước bạn thấy nó có một cái màn hình, mình chưa đo thực tế nhưng mà ước lượng nó khoảng 4,6 inch. Tức là hơi nhỏ hơn một xíu so với cái màn hình của Galaxy Nexus. Và nó cũng sử dụng cái công nghệ AMOLED như là Galaxy Nexus luôn. Không biết là trong bản chính thức nó có gì khác biệt hay không. Thì mình sẽ mở cho các bạn coi cái cấu hình của cái máy S3 này. Chúng ta sẽ coi CPU. Thì bạn thấy là chúng ta có 4 nhân xử lý và cái xung nhịp của nó là 1,4 GHz. Tức là cái máy này sử dụng cái chip 4 nhân của Samsung. Rồi về màn hình thì độ phân giải 720x1.84. Cái 1.84 này có lẽ nó là 1280, nhưng mà một số cái pixel nó được dùng để cho ba cái nút trên cái hệ điều hành Android 4.0 và DPI là 320. Thì cái mức DPI này nếu mà tính ra thì có lẽ nó vào khoảng 4,6 inch đó. Còn chip xử lý đồ họa là Mali 400MP cũng của Samsung luôn. Ở đây thì mình có một cái máy Samsung Galaxy Nexus. Cái máy này là của Google và cái máy đầu tiên chạy Android 4.0. Thì bạn thấy là nó khá là tương đồng. Cái máy này 4,6, cái này 4,65 inch. Máy này 2 nhân, cái này 4 nhân. Ở đây dưới thì chúng cùng có ba cái. Giờ mình sẽ mở camera cho các bạn xem là nó độ phân giải bao nhiêu. Ở đây thì nó đây có độ phân giải 3264 × 2488, tức là vào khoảng 8 megapixel. Không có nhiều thay đổi so với cái bản Samsung Galaxy S2 trước kia. Mặt sau bạn thấy là cái cảm biến nó nằm ở đây, flashless. Trong một cái hình bị lộ trước kia thì nhiều bạn nghĩ đây là một cái flash thứ hai, nhưng mà thực chất nó là cái loa của máy.